các bạn thân mến, các bạn thấy đây là cái loa gì? Xbum. Dạ. Đó, các bạn sẽ không lấy được ở vòng này. Sao vậy anh? Đây là vòng bảng, vòng trong mình mới lấy. Ủa vòng bảng mình lấy cái gì anh? Cái loa khác cũng là Bluetooth của LG Xbum Go. Wow. Ồ, rất là tiện dụng đó. Nghe nè, mai mốt mình ở nhà mình mở nhạc á, mình để trên bàn mình bấm rồi mình nghe, rồi mình đi đâu trong nhà mình vẫn nghe, chứ không lẽ đi đâu cũng na cái cục loa theo. Không, tại vì nhiều khi nhà nghệ sĩ rộng quá anh ơi, hiểu không? Nhà nghệ sĩ rộng chỉ có mình em thôi. Có cần nói luôn không? Dạ không anh. Vô chung kết thua về. Dạ là dạ, không được tivi. Là không được tivi hả? Thua sao được, thắng mới được chứ. Ủa là thắng tới chung kết mới được cái tivi? Ý là những vòng trong á. Ủa Buka mình tới đi chơi hay là tới đây lấy tiền về? Không, nhà em không có tivi. Nhà em có tivi hả? Dạ khổ. Được rồi, anh sẽ báo cho bên kia gửi qua. Bên kia là bên nào anh? Bên chương trình? Không có, bên bạn em ca sĩ của anh. Nhằm nhò gì? Anh cứ chọc hoài vậy, ta tưởng thiệt đó. Thôi anh không chọc nữa. Bây giờ cặp đầu tiên sẽ là ai? Thôi tôi xin 1, 2, 3. Chị chơi, chơi. Chúc mừng em chơi. Rồi, hai bạn lên đây nè. Ai trước? Hai đứa cùng sợ. Đi, nó công bằng. Quả tự xì, 3, 2, 1. Vô, vô. Vô, rồi thắng, được quyền chọn. Chị chơi sau nha. Vậy mà chị cứ muốn sao hoài rồi chị. Lên, lên, lên. Trời ơi, khổ ghê. Mùa trước á, những mùa trước á, những cái số mà ngày xưa đó. Dạ. Đã bao giờ lên tới trên cùng chưa? Dạ, tới số 9 rớt xuống là cao nhất ạ. Số 9 là gia đình đã hãnh diện rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Em hy vọng. Thưa quý vị, là Buka cứ hay gọi tôi là bằng ba là vì Buka nói là trời ơi, mặt anh y chang ba em vậy đó. Giống ba, giống ba Buka lắm. Thôi anh cũng có nhu cầu làm ba em. Làm ba em tự nhiên có con rể làm ca sĩ kỳ lắm. Lại nữa rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ. Yeah. Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng Buka nhanh như chớp. 2 phút bắt đầu. Tình yêu từ một người là tình đơn phương, ba người là tình tay ba. Vậy bốn người gọi là gì đối chữ? Tình. Bốn. Tình. Bốn là gì? Tình. Tình tay tư. Tình. Bốn chữ. Tình gì? Tình. Tình tay tư. Không chính xác. Tình tứ. À? Tình tứ, em nói tứ tình á. Em nói tứ tình mà. Tứ tình khác tình tứ nha. Thôi cho em trả lời lại con này đi anh ơi. Hả? Thôi trả lời lại. Trả lại đi mới đầu xuống đoạn anh ơi. Mới con cầu à. Thôi để lên. Mới con cầu vẫn ở đây hả? Anh nói tình tứ anh ơi. Tôi cũng tình tứ nha. Em nha, em tình tứ. Bình tĩnh nè. Thôi không bình tĩnh được rồi. Câu tiếp theo. Nói Trường Giang và Nhã Phương yêu nhau như cây bút cũ, nghĩa là họ yêu nhau như thế nào? Một câu đố vui. Yêu nhau như cây bút cũ là yêu nhau đến hết mực hết lòng. Lên. Wow. Hay quá đã. Hay quá. Mình có yêu nhiều không cưng? Dạ em ít yêu lắm. Ít yêu đúng không? Dạo này em không yêu luôn. Nhưng mà yêu khi mình đã yêu là có yêu hết lòng không? Dạ yêu hết mực, giống anh yêu như cây bút cũ. Như cây bút cũ. Câu này đối chữ. Hải là người thích tự vệ. Hải sống ở đâu? Hải là người thích tự vệ. Hải sống một ở một nơi đâu? Nào đó. Hải gì? Hải Hải Phòng. Lên. Ủa? Dễ đúng không? Phòng thủ. Ở đâu? Đúng rồi. Ca sĩ Binzy tên thật là gì? Binzy, anh là Binzy, Binzy the boy. Anh Binzy the boy. Binzy the boy. Binzy the boy. Anh Binzy tên thật là gì ạ? Anh cho em rớt xuống đỡ tốt thời gian anh ơi. Thì đại trả lời đại. Anh Binzy the boy. À rồi, không chính xác. Tên là Lê Nguyễn Trung Đan. Không biết rồi, anh không biết luôn. Caris tên thật là gì? Caris. Hoàng. Anh Hoàng. Thôi anh nói bỏ. Anh Hoàng. Cho hết thời gian anh Hoàng không chính xác. Trời ơi, ông mất hỏi ca sĩ lại đi mà. Ca sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt tên thật là gì? Nguyễn Tuấn Kiệt. Cái này đố vui thôi, chơi thôi không có. Trời ơi. Tức à. Ủa sao rành vậy? Có tên Facebook. À hả. Hai người game không có kết bạn Facebook. À hả. Người ta thường dùng cách để loại bỏ vết băng keo của nhãn mát trên nồi chảo inox bằng cách gì? Dạ, lấy mayonnaise chùi hoặc là lấy dầu ăn chùi. Lên. Wow, giỏi vậy ta. Hay quá ta. Giỏi quá. Để
bây giờ ăn đúng như cái mayonnaise hơi tào lao nha. Trái gì sinh ra đã bị ăn tát? Đố chữ. Trái gì sinh ra đã bị ăn tát? Quá dễ. Trái bớt. Trái bạc. Trời ơi dễ quá, quá anh có bán nè. Trái gì trời? Trái bạc tai. Quá anh có. Ừ, lỗi, trái gì? Trái bạc. Không chính xác. Đại đi chị. Không chính xác, trái vả. Ủa trái vả có hả? Trái vả đó, gọi trái vả đó. Ủa có trái vả hả? Đó, bữa nào có quán ăn. Hoa gì chỉ có hoài lâm trồng? Hoa không màu. Không chính xác. Món ăn gì á? Hoa nở không màu. Tức hoài lâm ghê á. Người ta bốn chữ, em nói có ba chữ à. Câu tiếp theo. Bình gì cát không? Cái này đó, bình gì cát không? Cát không. Cái này có mấy phương án trả lời nha. Bình đại, bình cát, bình minh, bình bát. Không chính xác. Mũi né ở đâu? Mũi né ở Bình Thuận. Bình Thuận. Sao đội là chơi chữ? Anh nói đố vui mà. Sao em không thấy vui? Ở Bình Thuận rất là nhiều cát. Thì không cát gì chứ là gì. Vui không? Vui hả? Tiếp theo nè. Trong bài hát có chàng trai viết lên cây, chàng trai đã viết gì lên cây? Lời yêu thương cô gái ấy. Chính xác. Nơi nào được ví như Đà Lạt ở miền Bắc? Nơi nào được Sapa? Không chính xác. Chưa. Không chính xác còn chưa. Mộc Châu, Sơn La. Mộc Châu. Hết giờ. Thưa quý vị thân mến, như vậy là sau một số câu hỏi nhất định thì Buka chỉ có 2 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng Buka. Hả? Không số hả? Sao vậy? Em làm như vậy ba mẹ em thất vọng lắm em xuống. Ba mẹ không thất vọng, nhưng mà hàng xóm thất vọng. Không hàng... Sẽ chạy qua nói: trời ơi anh chị nuôi con sao mà nó không biết gì. Chúng ta cùng gặp gỡ lại ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh, Buka đã mang về 2 đáp án liên tiếp chính xác, chỉ có 2 thôi, con số rất là nhẹ nhàng. Không, cũng tùy câu hỏi của chương trình. Chị ơi, cứ lên và xuống, và lên và xuống, và lên và xuống. Yên tâm đi, anh biết mà. Nhầm nhò gì với em? Chắc chắn là 1. Không biết. Ok. Chúc chị may mắn. Lên. Cảm ơn em. Lên. Trương Quỳnh Anh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu đầu tiên như sau: tình yêu từ một người là tình đơn phương, ba người là tình tay ba, vậy bốn người gọi là gì? Đố chữ. Tình tứ phương hả? Đáp án này của em là sao? Hỏi. Tình tứ phương. Tình tứ phương. Không chính xác. Tình tứ là đã đúng rồi. À, tình tứ chứ phương chi, trời ơi. À. Chán cái chữ phương ghê. Ghét chữ phương dễ sợ luôn á. Sao vậy? Không phải em bị vô, em không nhớ mà. Anh hiểu em mà. Không sao. Mình còn gặp nhau mà. Chán. Mới câu đầu không sao. Mấy câu sao dễ lắm vậy. Ok. Rồi. Em nói là em ghét Phương. Không, thì em chị sẽ trả chị. Lời những cái gì mà liên quan tới Phương nha. Nói Trường Giang và Nhã Phương yêu nhau như cây bút cũ, nghĩa là họ yêu nhau như thế nào? Cây bút cũ hả? Nghĩa là họ yêu nhau như thế nào? Yêu nhau như cây bút cũ hả? Ừ. Không được thì trả lời đại đi hết giờ. Sâu đậm. Không chính xác. Đáp án là vì cả hai yêu nhau hết mực. À hết mực hả? Tiếp theo cũng là đố chữ. Hải là người thích tự vệ. Hải sống ở đâu? Hải là người thích tự vệ. Hải sống ở đâu là một nơi nào đó. Nơi đó là nơi gì? Hải... Ở nhà Hải á. Ở không ra đường là không bị gì hết á. Hải là một người sống tự vệ. Hải tặc. Trời ơi, hải tặc là sống trên biển đó. Trời ơi. Không chính xác. Đáp án là Hải phòng. Ồ, đề phòng á. À, sao hôm nay não em nó không có về nè. Đó, tại vì khẩu nghiệp với gia đình tôi. Không hề có luôn nha. Không hề luôn á. Cái này là
chị muốn hỏi riêng thôi, em có dạo này có thích xem mấy cái chương trình mà liên quan tới rap không? Dạ cũng có. Cũng có. Có một vài cái mấy cái đoạn khích nhỏ nhỏ. Vậy hả? Vậy thì em có thích rap không? Một vài đoạn khích nhỏ nhỏ. Trong khi Buka tập nào cũng coi từ đầu tới cuối mà còn không biết vài đoạn khích nhỏ nhỏ. Em chắc chị biết đó. Trời ơi. Tiêu đời chị rồi. Tiêu đời chị rồi. Tiêu rồi. Chết rồi, chết rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Ca sĩ Pinzy tên thật là gì? Trời ơi. Sao biết ta? Trời ơi, chị mà cũng hỏi. Trời ơi, sao biết? Bây giờ hỏi nè, Khói em biết không? Khói biết không em? Khói trong cộng đồng không biết được đúng không? Khói có thể nhắc chị không? Thôi ơi, chị dài quá. Dài lắm. Dài lắm nhắc. Thì có gì em nhắc đi, em nhắc đi. Nguyễn Thái Sơn. Chị cần tên. Nguyễn Thái Sơn, không chính xác. Đáp án là Lê Nguyễn Trung Đan. Không biết rồi, cái này nhắc cũng chết luôn á. Chết nhắc luôn đúng không? Không được, dạ. Chết rồi, lại liên quan tới nữa. Ca sĩ Karik tên thật là gì? Trời em không có biết đâu. Em không biết mấy bạn rap tên gì đâu. Rồi vậy thì nói đại Trương đi. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh. Rồi. Ca sĩ rồi. Còn chính xác. Ca sĩ rồi. Sao cái nghề danh hay mà cái tên cho bánh bèo vậy cơ? Bánh bèo vậy cơ. Đáp án là Phạm Hoàng Khoa. Không biết. Ủa mà nãy giờ em có đi lên đi xuống chưa? Em chưa chơi nữa. Chưa chơi luôn. Em chưa kịp chơi luôn á. Ủa. Có cho em lên một cái đi để em đỡ quê nè. Đỡ quê nè. Cái này chị nghĩ là em dù gì cũng là em làm nồi chợ rất là nhiều. Thì chị nghĩ là em sẽ rành về cái này nha. Rồi. Người ta thường dùng cách để loại bỏ vết băng keo của nhãn mắt trên nồi chảo inox. Đáp án là gì? Hiểu câu hỏi hơi không? Hơi lửa. Và y như rằng là cũng không chính xác luôn. Thế hôm nay em không lên được luôn hả ta? Đáp án là bôi dầu ăn lên phần nhãn mát, rồi hơi nóng rồi thì bóc. Bôi dầu ăn lên rồi mới hơi nóng. Đúng rồi, phải nó mới tróc ra được. Ráng đi em ơi, lên cái cũng lên được. Lên cái thôi chứ không em quê không chết. Em, mình không lên thì mình sẽ làm cũng gặp gì bảy à. Em hiểu rồi, ở đây anh hiểu. Câu hỏi tiếp theo, trái gì sinh ra đã bị ăn tát? Trái gì sinh ra đã được ăn tát hả chị? Đố chữ. Trái bập tai chị ơi. Trái bập tai. Cho qua đi để hết thời gian. Trái tát. Cho chơi trái qua. Trái tát rồi. Không chính xác. Đáp án là trái vả. Trái vả hả? Trời. Không chừng nhiều khi bả không biết trái vả luôn á chứ. Trái đó ở miền Trung hả miền Bắc? Trái vả là miền Trung rất là nhiều. Trái vả là cùng dòng họ với trái sung. Mà trái vả nó to hơn rất rất nhiều lần trái sung. Trái vả người ta có thể cắt ra ăn sống. Nó chát chát, chấm với lại mắm ruốc. Hoặc là mình luộc lên cho mình làm gỏi đó. Rồi, tiếp theo. Hoa gì chỉ có Hoài Lâm trồng? Hoa nở không màu. Chính xác. Chúc mừng em. Con được lên rồi ta. Trời ơi, lên quá rồi. Chuẩn bị xuống nha. Câu tiếp theo nó hơi khó. Đố chữ. Bình gì cát không? Bình gì cát không? Hoặc là bình gì? Bình gì cát không? Trả lời đại hết giờ giờ. Bình địa. Không chính xác. Không chính xác. Bình địa là bình gì ta? Bình gì mà cát không? Bình em gì? Biết chỗ nào mà nó có cái núi ngọn núi cát này nọ nhiều là ở đâu? Trên đồi. Bình gì? Phan Thiết rồi Mũi Né đó. Dạ là Bình Thuận. Chỗ đó là Bình Thuận. À. Trong bài hát có chàng trai viết lên cây, chàng trai đã viết gì lên cây? Lời yêu thương cô gái ấy. Chính xác. Nơi nào được ví như Đà Lạt ở miền Bắc? Nơi nào? Sapa. Không chính xác. Sapa là Tây Bắc rồi. Đáp án của câu này là Mộc Châu và Sơn La. Đúng thật là những gì tôi nói. Anh đừng nói nữa. Có sự xảy ra, nãy nói cái đầu một câu. Thì có anh ác ghê. Kính thưa quý vị, như vậy là Trần Huyền Anh đã đúng đáp án liên tiếp một câu. Hiện tại á là tỷ số là 1-0, mình đang 1 và bên đây 0.